Nếu muốn sở hữu một chiếc SUV 3 hàng ghế đúng nghĩa rộng rãi nhất có thể của Mazda, trước đây hãng cung cấp một lựa chọn là CX-9. Tuy vậy, trong tương lai dòng tên này có thể bị CX-90 thay thế trực tiếp tại nhiều thị trường. CX-90 là dòng SUV thuộc đội hình kỷ nguyên mới chạy khung gầm nâng cấp toàn diện so với phần còn lại đội hình Mazda. Trong tuần này, Mazda CX-90 đã xuất hiện thử nghiệm tại Mỹ với ngoại thất được che chắn khá kỹ. Dù vậy, nhìn vào tổng thể xe, ta vẫn có thể nhận ra chiếc SUV có phong cách mượt mà hơn, đáng kể so với CX-9 trước đây, và phần nào đó có thể coi là phiên bản phóng to của CX-60 đã ra mắt từ trước. Ảnh hưởng từ đàn em ra mắt trong năm nay lên CX-90 không chỉ ở vóc dáng tổng, mà còn tới từ giao diện cụm đèn pha và tản nhiệt. Ngoài kích thước trội hơn rõ rệt, Mazda CX-90 cũng có dáng đứng bề thế hơn nhờ chiều rộng lớn. Với vị trí cao nhất đội hình xe Mazda của CX-90, ta có thể kỳ vọng cabin chiếc SUV cỡ lớn sẽ sử dụng những chất liệu cao cấp nhất mà hãng từng dùng như vải Nhật, da Napa hay gỗ thích, cùng với đó là những công nghệ tiện nghi hàng đầu. Mazda CX-90, khi ra mắt thị trường, sẽ cạnh tranh cùng Kia Telluride và Hyundai Palisade, cũng như cả các SUV cùng tầm giá tới từ Audi, BMW hay Lexus theo tham vọng của thương hiệu chủ quản. Động cơ mà Mazda CX-90 sử dụng được cho là loại 6 xi lanh mới cả xăng, lẫn dầu giống CX-60, đồng thời bản 2.5 lít hybrid kết hợp motor điện cho tổng công suất 322 mã lực, mô men xoắn 500 Nm cũng sẽ có mặt. Mazda CX-90 dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2023. Xe còn một bản đàn em nữa là CX-70 phụ trách nằm giữa CX-50 và CX-90 tại khu vực Bắc Mỹ. Người dùng tại Nhật Bản, châu Á và châu Âu sẽ tiếp cận với bộ đôi khác là CX-60 và CX-80 đều có kích thước nhỏ hơn một chút.